Quân đội Ukraine hôm 12 tháng 4 bác thông tin lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 80% Bakhmut và ngược lại khẳng định phía Ukraine vẫn giữ được diện tích lớn hơn đáng kể. Hôm 14 tháng 4, ông Yevgeny Prigozhin nói nhóm quân sự tư nhân Wagner của ông đã giành được hơn 80% Bakhmut. Theo lời ông Prigozhin, lực lượng Wagner kiểm soát hầu hết Bakhmut, bao gồm trung tâm hành chính, nhà máy, nhà kho, các tòa nhà thành phố. Bộ Quốc phòng Nga sau đó nói Wagner đã kiểm soát thêm 3 khu phố, còn quân chính quy Nga đã tấn công lực lượng Ukraine đang cố gắng đột phá vào tiếp cận. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khi không quân và pháo binh tấn công lực lượng tiếp viện của Ukraine tiến vào Bakhmut, thì các đơn vị lực lượng đổ bộ đường không Nga ngăn chặn những mũi thọc sườn của Ukraine để bảo vệ hướng tiến công của các đơn vị Wagner. Sau khi rút lui khỏi nỗ lực tiến công vào Kiev năm ngoái, Moscow chủ yếu tập trung vào việc chiếm Bakhmut như một bàn đạp để tiến vào các thành phố xa hơn về phía Tây trong khu vực Donetsk. Tiến bộ của các lực lượng Nga đã tăng dần trong nhiều tháng. Ông Prigozhin đã đưa ra một số thông báo sớm liên quan đến vị trí của Wagner ở Bakhmut. Ông Sergei Cherevati, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy quân sự miền đông Ukraine, đã bác bỏ tuyên bố mới nhất của ông Prigozhin trong một bình luận với Reuters. Ông nói, tôi vừa liên lạc với chỉ huy của một trong các lữ đoàn đang bảo vệ thành phố và tôi có thể tự tin nói rằng lực lượng phòng thủ Ukraine kiểm soát phần lãnh thổ lớn hơn ở Bakhmut. Nhà phân tích Konrad Muzika, giám đốc công ty tư vấn quân sự Rokchan ở Ba Lan, cho biết các tính toán của ông phù hợp với tuyên bố của Nga về việc kiểm soát 80%. Ông viết trên Twitter, câu hỏi lớn là liệu nhịp độ hiện tại của Nga có thể duy trì được hay không? Các lực lượng Ukraine đã bám trụ nhiều tháng ở Bakhmut, nơi giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột, khiến hàng ngàn binh sĩ tử trận. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.